âm nữ bồn xa hợp bình gặp làm xăm tàm nâng bâng khai lưu hình kra mô bàm gân làm lao ôi xe mừng tìm bộ gọi xe mì bồn xa ngạc cả nạp âm mô ta mập nâng bâng tụ dùm mừng tìm nuôi làm gọ sàng xàm rong át mô xa ai làm đần tùm kè giật lia tùm kè tụ dùm cân trầm mừng cân hoa kru thả kre khăn hoa tếp kè phên mừng tìm nuôi bồn xa làm tế kênh tế kênh lăn mường hòa bình ăn nục một lăng đần lẽ nục phun khnoa kru mường lâm sạc cả riết sa màu sa ai tum cất đập nực hiện an tum tam nực bừng chắc hiện an cất đập kru thật kém nực bừng hoa tum dự đà mường hòa bình mông công trình tum tam nực bừng người lười hên mông nậu bầm ngươi mừng chút lìa ẹ krong ẹ no biết ta bỏ cây tủ chắc hạt trạm đường rút rượu này mẹ bà hưng ta cơm để bồn sang lệ nền bình gặp trầy cặp lăng cơm nâng bằng họa tì kinh lăn mường. Làm bồn sai mà bộ phát Việt Nam bằng Việt Nam nuôi mường mà phụ nín tốt không nuôi Việt đêm hạt tiếp ta tín lưu trà được tình tư cấp bên những người bên đi tì kinh lăn hòa bình nốt ở mọi dọc con ông hình an hong lăn họ ở tìa kia cầm rừng cửa trạm ác lần chính anh ốc màu khăn hoa cửa thật kèm mường chết đuôm cửa trập cửa bật xem mũ cốp hồng cửa trập cửa thật kèm hòa bình màu công trình điện này tôi mì bỏ thôn bè cất lạc tuần cơ cửa trập cửa thật kèm làm nên màu nực bẩn hoa nuôi mường màu bỏ bè ấy sai cana sang crom ea tu un tu rui gao mlan tu mực nên bị tắc lại bật xe mấy lưng cầm chinh lệ nên luôn nâng tu chắc rùm gốc ba cây cái trực ăn cả dưới nào sự tự hào cho dân tộc. Để nói về văn hóa ẩm thực của dân tộc Mường thì việc dân kia cơm nước bằng họa Việt Nam Mường này lẽ xa làm tấm khôn học rùa thả ra cây bật xem lệ nên hình ăn làm cây tiếp ở quạt làm với lại cái cuộc sống lao động sản xuất của người Mường sự đa dạng phong phú gợi chạy kem luyện biết học lẽ hạt tiệp ông ta ngạm bỏ lọ mập làm chinh mừng nuôi mường clay chơi lưu cơm nực bằng họa nuôi mường tệ này chinh lấy nick cam chinh nực bằng họa gọt làm thì người mường qua lao động sản xuất cũng đã sáng tạo ra những cách mọi các cái mừng tâm tâm lực này nuôi mường chém chiên lấy hạt trăm nực cam nực bằng chặt lâm nên mò luôn tâm nực bằng tốc ẩm rồi là xào nấu. Chẳng cực thao dung cực rập cụ thả ra các em được bằng họa mừng sát dưỡi nà. Trẻ mà đàn nào lăng tiện lục ác mừng dưỡi nà nần. Cái dọa này nhé, cứ lực cơm bị bồn sang màu trình lập ác hơn tác cực rập cụ thả ra các em nục bổ tiệp. Màu sẵn cơ, dung kèm ác đưa mừng nuôi mường, mxé xì, gia trùm, hiệu mạng can e. Ở màu màu thì cả bác ốt làm dung tâm nâng bằng chặt tụi dùm bệ cơ tuê rê truyền thịnh. Hàm chứa nhiều ý nghĩa khiến du khách đắm say. Hôm nay đến với lễ hội này thì tôi rất là vui và rất là hạnh phúc và đặc biệt là có một cảm giác. Lễ này hay hàng kèm ác này có hức mạc thì bởi nị cưỡng lẹp vừa rồi. Lễ tiện này chuyển ác không được buồn sang bố chí chăm núi hức mạc làm kèm biểu lộm xe xì vai mran âm mô ta lăng kèm biểu lộm mạc càng. Thì xem ai đánh được nhiều cá hơn. Nuôi mường khắp bưng tung tam nâng chắc có dọa nâng cấp bố coi xây bí mô cà trập nâng bìm kram chim nâng bưng nâng lẹ cấp bìn mồm kram bưng nà cà dâu bọ băng tì kra âm mô tắc nà kram tu trong bế hôn nâng bưng được làm từ gốc cây bương phía dưới là một chiếc ninh đồng luật sĩ clay đình đạo mồm nuôi mường này lẹ âm mô dục con nông cà trập nâng bế hôn nâng bưng hiệu lập bị la cực clay phạm phai xoay pral cầm lịch làm sang hấp thức ăn mà còn tượng trưng cho sự may mắn, sức khỏe của cả gia đình. Một món ăn không thể thiếu. Xăm tam nâng bừng màu màu từ cả bác làm cây ạc tết ở một ta, cứ tụ dùm mừng tâm nơi mường. Nguyên liệu để làm nâng piêm kra màu lùm tam xe xì, càng trăm, càng chép ở một ta, càng kroa, biết hông thì bùng xăm.
hoặc măng rang ngâm chua. Can lem kra mo khat klo man tun hen ten nan bi luk hong e bung le nan tum hra ko bit thom lek hra lek klep hi muối trắng cùng các gia vị đã được giã nhỏ. Lam tay hở rập bui le nan tep lau tal rồi cắt thành miếng trồng ba lần lá. Tuyết tùm can hồng ấy bùng ca hồng nung lên đàn chara lâm ảnh hà rạp bùi lâm bồ đoàn bùng. Sau đó cho vào cuốc đồ trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Can xả ế biệt đá âm mồ lê nông xâm màn tình bằng can có ôm họa hòa người say cuộc snack bưng lơ ở một đài ăn chặt xả ai ăn nóng và ăn nguội đều ngon. Mời ông đây chưa? Cái món cá này là bắt rất là công phu mà cũng có cái câu ví là can ôm này em cram hẹn bùi snack mươi mưa một lẹp bè thu ngay cây mò rượu can thu nề mò hỏa giam giặc đà một căn cỡ ôm sẽ này tôi cây màu căn lù bằng dơ cỡ mạng bị lại này vì đã lệch cây rõ mạng căn mừng phụ người cây cây mường mừng đừng bị lâu nguyên mường tiếp ta làm tung kinh chủ lìa màu lúc cây chủ chặt nó sẽ cây yên rào đường mừng ai ở tuần ở tổ tiếp nguyên mường tung ta dàm lìa phí bằng nhu lơ lệ đần tu tươn phiêm găng dự tộc hạt rác nghìn ngã chát chúng đi ai cả tăng cỡ xem lay tăng sức đề kháng cho cơ thể bắt đạt lần nhớ nhằm tia căn có ung chiên lép nâng bừng giật mừng hợp lệ tụ bận ở quạt làm mừng nữ bồn sẵn bị bẹ ngay giữa trăm lịch tụ bừng mừng nữ đường ở tục lạ lạ ra loài khăn hoạt đường nữ mường lòng trúc cỡ đã này. Dân kia mô tùm tàm sở dì, dàm quân, y đục play, dàm niết, cân nặt bề chinh, hà lạ, mùng tay, lệ nên, âm mô tì cơ bà ốc, cân nặt tay hùng, vết hồng, ngà tay hùng. Và lá đu đủ, bánh tẻ, cùng những chùm hoa đu đủ đực trắng tinh. Bết hồng tùm tạ dàm lạch tịch lộn nên, bia ta, tìm nuôi lâm mồm lịch cầm chinh dàm lệ nên mồm nậu bồng người mình tế mức. Còn tùy thuộc vào độ khéo léo trong việc chắc âm bồ tát ai tùy lơ xích lầy cái thô làm đoạn từng dằm chẳng cơ bị nhỏ khốp to nhỏ khác nhau. Chẳng cực giam tốc bừng chắc xin nên lọ bừng vết hồng bồi càn. Nuôi mường khăn mạc bồi càn chép rồi cho ướp hồng gia vị màu da cái nhất để plăng ẩm rách. Ta lại đây mạc bồi càn vết tốc bồi càn. Xích bưng dạm này, nậu bal dạm tiêm biết thổng prai mi hăng bầm nghi mừng dạm bạch can mà ra bác cực tuê lê vờ bết. Hâm lịch ngạ lọt mập làm chinh, điệu em mà ea, chinh lê ngặt eva cầm nực bằng hoa nuôi mường. E xem mừng đeo, mộng cram chinh mừng nâng làm kiệt mừng.
mừng đường mì lâu phung niêm mường khăm tôm rèm cải thầu đẳng cấp chăng ra cơ ngầm pang chăng cơ nhị từm cơ nhịt ở đoạn này phim chuyện điệu em mà em nga nguyên mường khăn ra tùm nả rớt nam nga là mau làm vật sang ông một dọn chiên cân nông được bằng chắc tùm ea có ông ta bia khá ra cơ nhị mừng điệu lập bị là cơ khăn hoa đỉnh đạo say cơ dâu ea bồi lăn lầm lộn tiền lập lại hai tiếp ở quạt làm nuôi mường bẹ hụt liệu em mà e có hoàn ta không thì cự này lẽ nâng bằng duôm lệ đầm trang con đồng mông gần cỡ tàu tiết dạng ở tia vì tắc lại yên phụ thọc nga lệ đầm pam ni cờ lần học ở tia bè lẽ e lên mặt trà này đắp dọn dàn bầm ngà trở lưu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu. Về văn hóa ẩm thực thì nó là một trong những cái loại hình về di sản văn hóa phi vật thể. Cơm nâng bằng hoa âm xe xì, xa lầm tâm cơ trập cổ thả ra kê, tụi dịa nà thì chả ra hoa bình lạch vết lẫn ân nụy dịa bẹm mường lạch hạch chăn. Thì có thể nói là nó rất là đa dạng và phong phú. Vì những năm gần đây thì... Cơ cơ trập cổ thả ra kê lầm nâng bằng hoa màu chả lù snack. Tâm thuần kiểm này, thật bra hồn thả ra kê mít cơ tạng xem lại lẫn ân chuyên thiên hươn thâu cơ cơ nâng bỏ sẵn chữ ea chả. Phía mô kè kè chàng ngạ hạt đạp rõ kìa phía lệnh ẩm tìm là rạc đạp rù thả kè, làm nên mồm nâng bâng. Nạp trú mẹ mạ ra bìm gốp phía khá xìm lăng tình giáp đúng cơ đạp nâng bâng. Mận nên mẹ mạ ra yêu thơ rùm sẽ mơ hình ta đúng tâm nâng bâng này làm kè mạc nằm hoa, đúng cơ đạp rù thả kè làm kè tiếp ở quạt làm nuôi mường. Rẹp mạ ra bà đúng tâm nâng bâng chắc mệt nâng. Rèm đi cất tăng bà yếu thơ hình đá cất trập cổ thật kèm nội bằng nuôi mường. Mận nên đi ai cất tăng bà ni cơ phung lạc ai làm bà kể bèo đi âm la ra cất trập cổ thật kèm đưa mì lâu mừng nội dưới bèo. Làm nên mô cất trập nội bằng hoa. Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong đó có văn hóa ẩm thực. Món đồ một di sản văn hóa ẩm thực. Sắc cất trập nâng bưng màu chỉnh trái lâm cây hà tiếp ta gần gào tấm nhịp bảo thuần bưng nuôi mường khắc cây hà tiếp liềm rau tích riêng lăn mường ắt lâm một cây rồng răng phía băm nâng bưng hoa bồng người chắc khăn hoa đơm nâng nào ẩn tục dạp phía lệnh ân bìm la ra cờ tấm cư lý nụ kỳ tay qua các thế hệ mai sau.